chồng đại gia mừng sinh nhật Trịnh Kim Chi. Doanh nhân Võ Trấn Phương cùng hai con gái tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 53 cho Á hậu Trịnh Kim Chi, tại biệt thự gia đình. Trịnh Kim Chi chụp ảnh cùng ông xã đại gia trong buổi tiệc hôm 20 tháng 8. Á hậu cho biết cô đã có một ngày sinh nhật ấm áp bên gia đình. Các năm trước, doanh nhân Võ Trấn Phương từng tặng những món quà giá trị lớn như nhẫn kim cương, xe hơi hạng sang mừng tuổi mới của vợ. Năm nay, Trịnh Kim Chi giữ bí mật về món quà của ông xã. Á hậu cho biết cô may mắn khi lấy được người chồng tuyệt vời, hết lòng yêu thương, cưng chiều vợ con, vung vén cho gia đình. Tôi chỉ mong hai vợ chồng nhiều sức khỏe, gia đình luôn bình an, hạnh phúc như bây giờ, Trịnh Kim Chi nói. Vợ chồng Á hậu có hai con gái. Con đầu tên Khánh Ngân 22 tuổi, hiện là sinh viên. Con út Ánh Vi 10 tuổi, học tiểu học. Theo nghệ sĩ nhân dân, vào những dịp đặc biệt, gia đình cô luôn dành thời gian quay quần, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Con đầu của Trịnh Kim Chi được nhiều người khen xinh đẹp. Khánh Ngân hiện học ngành hàng không tại một trường đại học quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài người thân, Trịnh Kim Chi còn được các học trò, đàn em tới nhà tặng hoa, quà sinh nhật. Á hậu nói cô hạnh phúc khi được đón nhận tình cảm yêu thương mọi người dành cho mình. Ở tuổi 53, Trịnh Kim Chi hiện có cuộc sống êm ấm, đủ đầy. Cô vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực và năng nổ trong công tác từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Trịnh Kim Chi chụp ảnh cùng chồng con và các vị khách tới chung vui với cô trong ngày kỷ niệm tuổi mới. Trước đó, hôm 19 tháng 8, người đẹp được các học viên hiện theo học lớp đào tạo diễn viên trẻ do cô giảng dạy tặng bánh kem, quà mừng sinh nhật sau buổi học. Sau hơn 30 năm gia nhập showbiz, Trịnh Kim Chi được nhận xét vẫn trẻ trung, tràn đầy năng lượng, sắc vóc không thay đổi nhiều theo thời gian. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.